Spoiler One Piece 1052 Hot, đô đốc tham chiến, Izo và Asura tử trận Hi, rất vui được gặp lại anh em trên channel hồ sơ One Piece. Thật sự mình rất cảm xúc khi thực hiện video này anh em ạ. À. Do biết là trong một cuộc chiến vĩ đại thì sự hy sinh là không tránh khỏi, nhưng dù sao nhìn thấy nhân vật chính diện chết đi, ta khó mà kiềm lòng được. Cuộc chiến Marineford 2 năm trước, sự ra đi của Ace và Dâu Trắng đã khiến fan vô cùng đau lòng. Arc dự là nhiều thảm cảnh hơn nên hy sinh nhiều hơn là điều tất nhiên. Và trong bản dò dỉ chương 1052 mới nhất, ta đã được biết những cái chết đầu tiên. Cùng với đó là thế lực mới chính thức xuất hiện, hứa hẹn đại chiến thứ hai sẽ xảy ra trong cùng một ác. Thương vong lần này sẽ rất khủng khiếp bởi quân ta còn bị thương khá nhiều. Vậy điều gì đã xảy ra trong chapter 1052? Hãy cùng mình đến với video spoiler ngay sau đây nhé! Chương 1052 có tiêu đề là New Morning. Tạm dịch là bình minh mới, ý nghĩa của tên chap chắc chắn ngụ ý rằng một tương lai mới đã đến với Wano nói riêng và cả thế giới nói chung bởi Luffy đã chính thức trở thành Nika Joy Boy, người gánh vác trọng trách dẫn dắt thế giới đến bình minh. Trên trang bìa là mini story về gia đình Vinsmoke, nhà ma đã đụng mặt Seiza trên đường thảo lui khỏi đảo bánh. Trước đó, thanh niên xì đố Đô là đồng nghiệp của lão Just, nên biết đâu, hắn sẽ đến làm nhà khoa học cho gia tộc họ Vin. Do sao, hai thanh niên vẫn có điểm chung là muốn vượt qua Vekapang. Và với nội dung chính, Junisa đã rời khỏi biên giới Wano vì ở đây vẫn bế quan tỏa cảng. Điều này hơi khó hiểu vì theo những gì ta được biết thì bế quan ở đây là không giao lưu với người nước ngoài. Phải chăng khi Momo tuyên bố mở cửa thì Juni mới dám ở lại? Vì trước đó, chính cậu nhóc đã bảo rằng bản thân sẽ mở cửa Wano nhưng vẫn chưa đến lúc. Có lẽ người ra lệnh cho voi ngàn tuổi lang thang là tổ tiên gia tộc Kozuki. Người đó cũng có năng lực nghe và giao tiếp như Momo. Khi cậu nhóc tuyên bố mở cửa thì mình tin Junisa sẽ quay trở lại. Kế đó là sự xuất hiện của Hawkins. Anh tóc vàng nói với Drake rằng người có tỷ lệ 1% sống sót mà hắn bói ra chính là bản thân hắn. Trước đó tên này đã bị đánh bại bởi một anh tóc vàng khác là Killer. Theo lẽ thông thường, Hawkins sẽ không chết vì chỉ bị hạ. Nhưng thuyền phó băng tóc đỏ hơi cay Hawkins nên chắc anh sát nhân đã xử luôn anh thầy bói. Như vậy, đây là sơ tân tinh đầu tiên hy sinh. Ngoài ra, Hawkins đã bói được Kaido sẽ bị hạ nhưng vì lòng kiêu hãnh của mình mà hắn ta vẫn đứng về phe bách thú và tiếp tục chiến đấu. Thật sự thì Hawkins không đáng ghét như Apu, anh ta chỉ là người thức thời. Việc liên minh với Kid để hạ xanh là thật, anh thầy bói không có ý phản bội, chỉ do anh thổi kèn phá game mà thôi. Sau đoạn thoại trên, pha nhảy vào thời gian sang 7 ngày sau kể từ khi Kaido bị đánh bại và Momo tuyên bố trở thành Shogun. Lúc này, ta thấy Wano đã có những thay đổi mới. Có thể người dân đang bắt tay vào tái thiết đất nước. Apu cũng xuất hiện, hắn và Inbi đã làm hòa với nhau. Khả năng cao là hai thanh niên này đang chạy trốn. Và thông tin đau lòng nhất là chapter 1052. Izo, cựu đội trưởng sư đoàn 16 băng dấu trắng, một gia thần của Oden, anh trai cửu hồng bao kỳ cư, đã chính thức hy sinh tại trận chiến giành lại độc lập cho Wano. Anh chết do vết thương mà tên CPO có tên Maha gây ra quá nặng. Bên cạnh đó, Asura Doji, samurai cửu hồng bao mạnh nhất dưới trường Oden, tướng cướp khét tiếng nhất xứ Kuri, đã chính thức bỏ mạng tại trận chiến bởi vụ nổ mà tên phản bội Kanzuro gây ra. Đó là hai cái chết thực sự khiến mình đau lòng. Trong video phân tích 1051 cũng như dự đoán 1052, mình đã nhắc về hai người này và mình cũng cho rằng họ sẽ chết. Doji thì bị thương quá nặng do liên tục đỡ đòn cho đồng đội. Izo đụng độ CPO, đám này rất máu lạnh, chúng ra tay toàn sát chiêu. Trường hợp của Drake là do anh bị thương không quá nhiều, trong khi Izo trước đó đã bị tẩn bởi Kaido Bách Thú. Tạm gác qua sự đau buồn, ta đến với một số cảnh hài hước hơn trong chương này. Yamato dường như đã được chấp nhận gia nhập bằng mũ rơm. Cô đang ở trong phòng tắm cùng Luffy, Brook và Nico. Cô nàng vẫn đang nghĩ mình là Kozuki Oden nên mới làm như thế. Khó hiểu thật khi mà Oda không để Sanji có mặt trong phòng tắm. Quả là thánh luôn cho đánh ba hoặc Oda muốn bảo vệ sức khỏe cho anh chàng. Để Sanji gặp cảnh Yamato với chiếc khăn tắm thì hồi sau feta mất đi một chủ lực do sạn mất quá nhiều máu. Ngoài ra cô nàng minh tộc Karot cũng xuất hiện. Cô ấy đang khóc trong hạnh phúc. Thông tin cuối cùng là đô đốc hải quân đang đến Wano, đó là đô đốc Bò Lục, ông ấy đi cùng với vũ khí SSG. Trước đó, vị đô đốc này cùng hổ tím đã đụng độ Sabo cùng các chỉ huy quân cách mạng. Ai cũng nghĩ Fujitora bị thương thế kia thì Bò Lục cũng không đến Wano nổi. Thật không ngờ là tân đô đốc này lại dẫn quân tham chiến, điều này có thể dẫn đến một số vấn đề. Đầu tiên, giả thuyết Usimaru là Bò Lục hoặc tân đô đốc có xuất thân từ Wano lại một lần nữa có cơ hội xảy ra. Thậm chí việc ông ta liên quan thân thế của Zoro sắp hot trở lại. Thứ hai, là giả thuyết Kizaru là đô đốc quan trọng nhất lại đang dần trở thành hiện thực khi mà trước đó Akainu đã cản khỉ vàng đến Wano. Nhưng giờ lục ngư lại được đi, phải chăng lão khỉ có tầm quan trọng rất lớn với hải quân? Bỏ qua những giả thuyết, trở lại vấn đề hải quân tham chiến. Trước đó có rất nhiều tàu chiến của chính phủ bên ngoài biên giới Samurai, chúng là đám sát thủ Cypherpon. Trước giờ đám này không hợp tác với hải quân, nhưng việc cử một đô đốc tới ứng chiến là bước đánh dấu lần kết hợp đầu tiên của hai thế lực này mặt khác vũ khí hủy diệt SSG cũng xuất hiện nó sẽ là thứ đe dọa rất lớn đến Faiza thế trận giờ đây vô cùng khốc liệt dẫu hai tứ hoàng đã bị hạ nhưng thế lực sắp xuất hiện cũng rất đáng sợ bởi lẽ Faiza phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc chiến trước đó tuần sau vẫn có chuyện theo lời người spoil tin thì chapter sau sẽ rất hấp dẫn có lẽ anh ấy đã có cả thông tin dò dỉ của chương 1053. Lưu ý rằng Oda mỗi tuần vẽ một chap nhưng bản demo cùng nội dung đã được Thánh thực hiện trước đó rất lâu. Anh em hãy đăng ký kênh của bọn mình để nhận được những thông tin sớm nhất về chương truyện One Piece nhé. Video phân tích sẽ được mình gửi đến anh em ngay khi chapter 1052 có đầy đủ thông tin. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye!